Hi, xin chào quý khách đã đến với kênh YouTube của Việt Hàng Yuska và em là Huy Cường. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý khách cách nhận biết được xe bị tua km là như thế nào nhé. Trên thị trường hiện tại vẫn chưa có loại máy nào có thể kiểm tra được xem xe có bị tua km hay không. Nếu như xe của chúng ta không được đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ, có lịch sử của hãng. Vì vậy, việc kiểm tra xem xe có bị tua km hay không thì sẽ tùy theo cái nhận định của mỗi người. Vì vậy, để kiểm tra xem xe có bị tua km hay không, chúng ta sẽ làm theo những phương pháp sau nhé. Phương pháp 1, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng tại chính hãng. Mang xe vào hãng để kiểm tra lịch sử bảo dưỡng trước đó. Tuy nhiên cần lưu ý, có nhiều chủ xe không bảo dưỡng tại hãng nên không có lịch sử. Trường hợp 1, nếu lịch sử bảo dưỡng gần nhất có số km nhiều hơn số km thực tế trên xe thì chắc chắn xe đó đã bị tua km. Trường hợp 2, nếu lịch sử xe đó số km bảo dưỡng gần nhất ít hơn so với số km hiện tại thì xe chưa bị tua km. Tuy nhiên, khẳng định này cũng chưa chính xác 100%. Vì ví dụ như xe đó đã chạy 70.000 km, lịch sử bảo dưỡng gần nhất là 35.000 km. Nhưng số km hiện tại đã bị tua về 50.000 km thì cũng không có gì xác định được là xe đó đã từng chạy 70.000 km. Do đó, chúng ta sẽ chuyển qua phương pháp 2. Phương pháp 2, kiểm tra xe thực tế. Kiểm tra số km hiện tại và so sánh độ hao mòn của các chi tiết trên xe mà tài xế đã sử dụng gần nhất như vô lăng, thắng tay, các nút điều khiển xe, chìa khóa, ghế lái, vân vân. Kiểm tra độ mòn của gai lốp, thông số lốp, xem đã thay hay còn nguyên bản. Theo khuyến cáo của hãng thì thông thường trung bình chu kỳ thay lốp xe là 50 đến 70.000 km. Chúng ta có thể dựa vào độ mòn tương ứng để đánh giá. Ví dụ, nếu bốn lớp xe còn nguyên bản mà độ hao mòn khoảng 40-50% thì chúng ta có thể đánh giá xe đó chạy khoảng 30-40.000 km. Kết hợp với độ hao mòn của các chi tiết ở trên xe, từ đó chúng ta có thể suy đoán ra số km thực tế của xe xem có đúng hay không. Lái thử xe, biết được cảm giác lái, tiếng ồn và sự rung lắc của các bộ phận chi tiết để đánh giá độ hao mòn theo thời gian của xe đã sử dụng trước đây. Ok, trên đây là hai phương pháp để kiểm tra xem xe chúng ta có bị tua km hay không nhé. Vì hiện tại trên thị trường vẫn chưa có cái loại máy nào có thể kiểm tra chính xác được cho việc đó cả. Anh chị đến mua xe hãy tìm những nơi uy tín nè, có bảo hành nè, để hạn chế gặp những rủi ro khi mà mua xe cũ nhé. Xin chào.